Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Rồi thì trong video ngày hôm nay, khi mà tôi đang quay video này là vào ngày 28 tháng 6, thì sẵn ở đây là tôi có một cái tin cực kỳ chấn động dành cho những anh em nào mà đang sử dụng cái Roblox trên PC luôn nha anh em. Thì lý do tại sao? Lý do là cách đây là đâu đó là khoảng 2 tháng trước, là những anh em nào mà xem cái kênh của tôi thì anh em chắc chắn là sẽ biết một cái clip có tên là quay dành cho cái tựa game Roblox PC luôn anh em. Thì nói chung là cách đây 2 tháng trước thì trên kênh của tôi đã từng chia sẻ đến cho anh em về cái clip quay này rồi. Nhưng mà sau đó mọi người thì nó đã vắng bóng đâu đó là được khoảng 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng rồi. Thì cuối cùng là vào tối ngày hôm qua mọi người, thì bên cái clip quay này thì họ mới vừa tung ra cái phiên bản mới nha mọi người. Đó, thì họ tung ra cái phiên bản update mới, và tối ngày hôm qua là đã có rất là nhiều bạn nhắn tin cho tôi và cũng như là kêu là anh ơi, anh hãy tiến hành cập nhật cái clip quay và cũng như là hướng dẫn cho tụi em cách cài đặt đi. Rồi, thì nói chung là vào hôm qua thì bên clip quay mọi người họ mới vừa tung ra cái phiên bản premium thôi. Đó là phiên bản mà mọi người phải trả phí thì mọi người mới sử dụng được. Còn ở cái phiên bản free thì đâu đó là khoảng chừng là một tuần nữa thì họ mới tung ra nha mọi người. Nhưng mà cái xui một cái là mọi người biết cái gì không? Là vào cũng vào tối ngày hôm qua luôn, khi mà cái clip quay thì mới vừa tung ra cái phiên bản premium mới mọi người, thì đâu đó là khoảng một tiếng sau thì cái Roblox trên PC thì nó đã yêu cầu mọi người là phải cập nhật lên cái phiên bản Roblox mới rồi. Chính vì thế là cái clip quay này nó lại bị lỗi đó nha mọi người. Đó, thì ở thời điểm hiện tại là tôi ở đây là tôi có chuẩn bị một vài cái bức hình cho mọi người xem này. Thì đây là những cái bức hình mà vào tối ngày hôm qua là những bạn trong nhóm của tôi đã mở được cái clip quay lên nha mọi người. À, thì như anh em xem cái bức hình anh em có thể thấy thì đây là cái clean quay phiên bản giao diện premium nha anh em. Thì ở cái giao diện premium này thì có rất là nhiều bạn vào tối hôm qua bảo với tôi là ở phiên bản giao diện premium này thì giao diện của nó sẽ đẹp hơn, và đặc biệt là nó sẽ có cái phần là AI script á mọi người. Đó, thì về sau mọi người muốn sử dụng cái phiên bản AI nào thì mọi người chỉ cần là mọi người đăng nhập cái gì, mọi người chỉ cần là mọi người chat với lại cái con AI này thì nó sẽ ra cái script cho mọi người luôn. Đó, bởi vậy rất là ngon nha mọi người. Còn về cái cách hoạt động thì nó cũng tương tự thôi, mọi người sẽ kết nối với lại cái lốc chat rồi sau đó mọi người nhập script mà mọi người sử dụng. Và đặc biệt thì đối với lại cái clean quay AI này quay premium này thì bắt buộc là mọi người phải bỏ phí ra để mọi người sử dụng nha. Đó, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang trong cái quá trình là bị lỗi nha mọi người. Nó mới vừa comeback trở lại đâu đó là khoảng chừa được một tiếng thôi thì cái Roblox trên PC nó lại yêu cầu cập nhật. Đó, thì chính vì thế là cái clean quay này họ lại bảo trì và họ sẽ tiến hành họ làm lại nha mọi người. Thì đâu đó là tôi nghĩ là khoảng chừng 1 hoặc 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ có cái clean quay chính thức để chúng ta sử dụng nha. Đó, thì nói chung là cái này là khoảng một tuần trước thì tôi đã từng thông báo rồi, tôi bảo là đâu đó là khoảng vài ngày nữa thì clip quay của chúng ta họ sẽ tiến hành họ update và cập nhật đến cho chúng ta về cái phiên bản quay. Thì vào ngày hôm qua thì họ đã làm rồi, nhưng mà do Roblox nó cập nhật thì chính vì thế là nó lại bị lỗi đó nha mọi người. Đó, thì đó là về cái tình trạng của cái clip quay. Thì anh em nào mà đang quan tâm về cái clip quay thì anh em nhớ là theo dõi kênh tôi, thì về sau nếu mà cái clip quay nó có ra cái phiên bản premium hoặc là ra phiên bản thường, phiên bản miễn phí thì tôi sẽ là một trong những cái người mà cố gắng làm đến cho anh em về cái bản clip quay đó sớm nhất nha. Rồi, thì đó là về cái nội dung quay nha anh em. Còn tiếp theo là về cái clip của cái Solara nha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại như anh em có thể biết là khi mà cái tựa game Roblox trên PC nó cập nhật thì đồng thời là cái clip Solara của chúng ta nó cũng sẽ cập nhật theo nha mọi người. Thì chính thức là vào tối ngày hôm qua luôn, khi mà cái tựa game Roblox trên PC nó mới vừa cập nhật ấy, thì bên Solara thì họ cũng đã tung ra cái phiên bản update 14v14 mới nhất rồi nha anh em. Đó, chính vì thế thì trong video này thì tôi sẽ mang đến cho anh em về cái phiên bản Solara, phiên bản V14 đó, và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể mà cài đặt được cái clean Solara từ A tới Z để anh em có thể sử dụng được cho cái Roblox trên PC ha. Và đặc biệt là trong video này thì tôi sẽ có một cái script hỗ trợ cho cái clean Solara mới luôn. Đó, mới luôn nha anh em. Thì hôm qua là tôi đã chia sẻ đến cho anh em về một cái script rồi, nhưng mà do là nhiều bạn không thích cái script đó thì ngày hôm nay trong video này thì tôi sẽ lại tiếp tục mang đến cho anh em một cái script cực kỳ ngon luôn. Và đặc biệt là đối với là cái script trong video ngày hôm nay là nó có thể hỗ trợ cho anh em up tập Ray V4 trên clean Solara này, và cũng như là hỗ trợ cho anh em là gom quái vừa gom vừa đánh trên cái clean Solara mà không hề bị lỗi luôn nha anh em. Rất là ngon ha. Rồi thì cuối video thì tôi sẽ test cái sầu rip đó, còn bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể mà cài đặt được cái clip Solara phiên bản V14 nha. Ok, let's go. Ok anh em ơi, thì như trên màn hình của anh em có thể thấy là hiện tại là tôi đã tiến hành tôi thoát ra ngoài để tôi hướng dẫn cho anh em cách để mà có thể là cài đặt được cái clip Solara phiên bản V14 rồi nha anh em. Rồi thì trước khi mà tôi tiến hành tôi cài đặt cái clip Solara này thì hiện tại là tôi có tải cái clip quay về nè. Thì đối với là cái clip quay này thì ở thời điểm hiện tại khi mà mọi người muốn sử dụng thì mọi người bắt buộc là mọi người phải đăng ký tài khoản cũng như là phải đăng nhập nha. Đó, thì ở đây là tôi có tải thử cái phiên bản cập nhật vào tối ngày hôm qua đó mọi người. Đây, phiên bản cập nhật vào tối ngày hôm qua này thì bây giờ tôi mở lên cho anh em xem. Đó, thì đối với lại cái phiên bản quay tối ngày hôm qua thì khi mà mọi người mở lên thì nó sẽ yêu cầu mọi người là phải đăng ký cái tài khoản này. Và sau đó thì mọi người sẽ tiến hành mọi người đăng ký xong thì mọi người sẽ đăng nhập cái tài khoản mọi thì mọi người mới vào được ha. Thì do là ở cái thời điểm hiện tại là do là cái clip quay á mọi người, do là Roblox nó mới vừa cập nhật cái thì clip quay nó lại bỏ chạy tiếp rồi. Chính vì thế thì mọi người sẽ không có sử dụng được, nhưng mà mọi người vẫn có thể là đăng ký được trước tài khoản nha. Đó, thì ở thời điểm hiện tại là những anh em nào mà muốn đăng ký để có thể là trải nghiệm sớm được cái clip quay này thì anh em có thể là tải cái clip quay này về để anh em đăng ký tài khoản trước. Đó, anh em đăng ký thì anh em sẽ nhấn vào cái phần là
đăng ký ở đây rồi anh em nhập tài khoản anh em này, rồi anh em nhập email và nhập mật khẩu, rồi sau đó anh em nhấn đăng ký thì nó sẽ đăng ký được cái tài khoản cho anh em ha. Đó, thì nói chung là cái đăng ký này là nó sẽ giúp cho anh em có thể là đăng ký sớm để sau này ví dụ mà cái Cleanway nó có ra mắt ấy, thì anh em có thể là có tài khoản để sử dụng nhanh hơn. Đó, thì nói chung là khi mà anh em đăng ký xong anh em vào thì anh em sẽ hiện lên được cái Cleanway như trên màn hình của anh em ha. Đó là cái Cleanway này. Đấy, thì nói chung là đây là cái Cleanway mà vừa tối ngày hôm qua mới vừa cập nhật, nhưng mà ở điểm hiện tại thì nó lại bảo trì để nó fix lỗi tiếp rồi anh em. Đó, thì chính vì thế là tôi mở lên cho anh em xem vậy thôi. Đó, thì Cleanway thì nó vẫn cái cách kết nối của nó thì nó vẫn kết nối chung với lại cái Lockchap nha. Thì bởi vì thế là anh em nhớ nha. Rồi, ở đây thì tôi bỏ nó qua bên đi, do là hiện tại nó cũng chưa có sử dụng được, thì bởi vậy là tôi chủ yếu là tôi mở lên để tôi cho anh em thấy về cái giao diện của nó thôi. Còn anh em nào muốn tải để trải nghiệm cái giao diện như thế này thì tôi sẽ để cái Cleanway này ở dưới cái dưới phần bình luận game cho anh em luôn. Đó, rồi thì tiếp theo là đến với lại cái cách mà cài đặt của cái Clean Solara nha anh em. Rồi thì ở điểm hiện tại thì đây, cái Clean Solara chúng ta đã đỡ lên phiên bản V14 rồi nha. Đó, phiên bản mới nhất. Rồi thì bây giờ là để có thể mà tải được những cái file như thế này, và cũng như là để có thể mà tải được cái Cleanway á, thì đầu tiên việc cần thiết nhất là anh em phải đảm bảo là cái máy của anh em đã tắt đi những cái trình duyệt virus rồi nha. Thì ở trên Win 10, Win 11 thì như tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, là chúng ta sẽ có một cái trình duyệt virus có tên là Windows Defender. Thì cái cách để tắt nó thì anh em có thể là lên Google để kiếm ha. Hoặc là anh em có thể là vào cái trang này, thì cái trang này á, thì nó sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là tắt tạm thời đi cái tính năng Windows Defender, để anh em có thể là tải những cái clean chẳng hạn như là Solara hoặc là Cleanway về nha anh em. Đó, thì nói chung là đó, đây anh em chỉ cần làm theo những cái bước này để anh em tắt thôi. Đầu tiên là anh em vào phần cài đặt này. Đó, rồi sau đó anh em vào trong rồi sau đó anh em sẽ vào trong cái phần Update Security, rồi anh em vào trong phần Windows Security. Đó, thì nói chung là ở đây là do là cái máy của tôi đã tắt hoàn toàn rồi, thì bởi vậy là tôi sẽ không có cần tắt nữa. Còn nếu mà anh em chưa tắt thì anh em sẽ làm theo từng bước ở đây để anh em kiếm cái real time protection nè, anh em tắt nó đi. Thì khi mà anh em tắt cái real time protection này đi rồi á, có nghĩa là anh em đã tắt được cái tính năng Windows Defender rồi ha. Nhưng mà cái này là nó chỉ tắt tạm thời thôi. Còn nếu mà anh em nào mà muốn tắt vĩnh viễn á, thì anh em sẽ tải cái file fixall Solara này về. Tại vì trong cái file này á, thì nó sẽ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em cái thư mục để cho anh em có thể là tắt cái Windows Defender đó vĩnh viễn rồi. Còn những anh em nào mà đang sử dụng những cái app thứ ba trên máy á, thì anh em có thể là xóa đi hoặc là anh em vô hiệu hóa nó đi ha. Rồi, thì ở đây á, là cái bước bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn từ đầu tới cuối cho anh em luôn. Còn những anh em nào mà ở cái phiên bản Solara V13 với lại là V12 đợt trước á, sử dụng bình thường á, thì việc của anh em bây giờ là anh em chỉ cần là tải cái phiên bản V14 này về rồi anh em mở lên anh em sử dụng thôi. Đó, còn ở đây là do tôi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn từ đầu tới cuối cho anh em ha. Rồi, đầu tiên thì anh em sẽ mở cái file fixall Solara này lên bằng cách là click chuột phải chọn extract here để giải nén nó ra. Và rồi khi mà giải nén ra xong á, thì anh em sẽ có bốn cái file như thế này. Thì tại đây á, đầu tiên là anh em sẽ cài cái C cộng cộng cho tôi ha. Đây, C cộng cộng thì ở đây á, là tôi sẽ để file 32 bit với lại là file 64 bit luôn. Anh em máy bao nhiêu bit thì anh em sẽ cài theo đó ha. Chẳng hạn như ở đây á, cái cách cài thì dễ lắm, anh em nhấp vào hai lần rồi anh em nhấn net là nó sẽ tự động nó cài thôi. Do là ở đây là tôi đã cài rồi thì bởi vậy là tôi sẽ không có cần cài nữa ha. Rồi, sau khi mà cài xong cái C cộng cộng này rồi, tiếp theo là mọi người sẽ cài giúp tôi là cái Windows Desktop này nha anh em. Đây, file Windows Desktop thì cái cách cài nó cũng tương tự ha. Nhấp vào hai lần rồi sau đó là nhấn net là nó sẽ tự động nó cài. Rồi, thì sau khi mà anh em đã cài xong mấy cái file này rồi á, thì ở đây chúng ta sẽ có cái file là tắt Windows này. Thì dành cho những anh em nào mà muốn tắt cái Windows Defender vĩnh viễn thì anh em sẽ mở cái file này lên. Rồi, thì trong cái file này thì nó sẽ có cái phần là kinchon.me nè. Bây giờ thì anh em mở cái file kinchon.me này lên cho tôi. Rồi, thì sau khi mở lên xong á, thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì tại đây để có thể mà tắt vĩnh viễn cái tính năng Windows Defender thì anh em sẽ nhấn vào cái dòng đầu tiên là Disable Windows Defender ha. Đó, anh em nhấn vào cái dòng này thì nó sẽ tự động nó tắt cái tính năng Windows Defender vĩnh viễn luôn. Do là cái máy của tôi thì tôi đã tắt rồi thì bởi vậy là tôi sẽ không có cần nhấn nữa. Đó, thì đó là cái cách mà để cho anh em có thể là cài được cái file fixall Solara này ha. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em để có thể mà mở được cái Clean Solara với lại cái Cleanway luôn. Đó. Rồi, cài xong rồi thì tôi để nó qua bên cho nó gọn nè. Rồi, tiếp theo là anh em sẽ cài cái file node này cho tôi ha. File node này cách cài thì rất là dễ rồi. Anh em nhấp vào hai lần rồi anh em cũng nhấn net là nó sẽ tự động nó cài thôi. Rồi, ở đây cài xong rồi thì để nó qua bên luôn. Rồi, thì sau khi mà anh em đã cài xong những cái file đó rồi là coi như là anh em đã cài được đâu đó là khoảng 70% rồi. Việc của anh em bây giờ là chỉ cần là giải nén cái file Solara phiên bản V14 ra để anh em sử dụng thôi. Bằng cách là anh em sẽ tiến hành anh em click chuột phải vào và chọn là extract here. Đó. Và sau khi mà extract here ra xong á thì anh em sẽ có một cái file Solara phiên bản V14 nè anh em thấy không? Bây giờ anh em mở nó lên. Rồi, mở nó lên tiếp ha. Đó. Rồi sau khi mà mở lên xong thì trong cái file này thì nó sẽ có là cái file Solara update 28/6 nè anh em. Đó, thì việc của anh em bây giờ rất là đơn giản luôn, anh em chỉ cần là click chuột phải vào rồi chọn là Run Admin cho tôi ha. Đó, là nó sẽ tự động nó cài những cái file và nó mở cái Clean Solara lên cho anh em luôn. Đấy, thì nói chung là như thế này á, là coi như là anh em đã cài đặt thành công cái Clean Solara rồi. Thì việc tiếp theo là anh em nhớ là anh em copy cái file fix menu này. Thì file fix menu này á thì tôi cũng để dưới phần bình luận game cho anh em tải về luôn. Anh em click chuột phải chọn copy. Rồi, sau đó anh em bỏ vào trong cái file auto execute cho tôi ha. Đó. Rồi dán vào nè, đó, dán cái file vào. Đấy, như thế là xong ha. Rồi, như thế là anh em đã cài đặt được cái Clean Solara thành công rồi. Bây giờ á, việc tiếp theo là anh em sẽ cài đặt cái Lockchap cho tôi. Lockchap thì ở thời điểm hiện tại phiên bản mới nhất của nó vẫn là 2.6.1 nha anh em. Thì anh em cách cài đặt thì anh em chỉ cần là nhấp vào hai lần rồi sau đó anh em nhấn Install để nó cài thôi. Ở đây á, thì do là tôi đã cài rồi thì bây giờ á, là tôi sẽ tiến hành tôi mở nó lên luôn nha anh em.
Và rồi thì ở đây là tôi đã mở cái lốc cháp lên rồi nè, thì sau khi mà anh em đã cài xong thì nó sẽ tự động nó mở cho anh em lên luôn đó. Thì cái lốc cháp á thì nói chung á là nó sẽ hỗ trợ cho anh em kết nối với lại những cái clean chẳng hạn như là Wave với lại là Solara luôn đó. Thì vì thế á là anh em nhớ là anh em phải sử dụng bằng cái lốc cháp nha. Còn nếu mà những anh em nào mà sử dụng bằng cái Roblox bình thường mà anh em kết nối á thì nó sẽ không có kết nối được nha anh em. Rồi thì cái lốc cháp á thì nói chung là nó y chang cái Roblox bình thường thôi, nó chỉ khác một cái là nó sẽ hỗ trợ cho anh em kết nối được với lại là những cái clean ha. Rồi sau khi mà vào tới đây rồi thì bây giờ anh em sẽ kết nối cái clean Solara phiên bản V14 với lại là cái lốc cháp ha. Thì kết nối thì anh em nhớ là kết nối ở ngoài cái màn hình chọn game giúp tôi đó, ở đây gặp. Thì cái cách kết nối thì đơn giản rồi, nhấn vào cái nút ngay cái con chuột tôi đang chỉ nè, cái nút ở dưới cái góc phải của cái clip Solara ha. Anh em nhấn vào đúng một lần thôi, không nhấn nhiều lần nha anh em, nhấn vào đúng một lần thôi. Rồi sau khi mà nhấn vào xong rồi thì anh em có thể thấy là cái biểu tượng của cái clip Solara của chúng ta nó sẽ chuyển qua màu cam như thế này, có nghĩa là nó đã thông báo mọi người là nó kết nối thành công rồi. Thì bây giờ anh em sẽ vào trong cái tựa game Rockfoot hoặc là vào trong những cái tựa game mà anh em chơi ha. Đó. Thì đối với lại phiên bản mới này thì nó sẽ không có yêu cầu mọi người cập nhật nữa nha anh em. Và rồi thì như anh em có thể thấy nè, thì sau khi mà anh em đã vào trong cái game rồi thì anh em có thể thấy là cái biểu tượng Solara của chúng ta nó sẽ từ màu cam nó chuyển sang cái màu xanh nha. Có nghĩa là anh em đã kết nối và hoạt động thành công rồi. Rồi bây giờ anh em chỉ vào game anh em ra chơi thôi. Đó, việc của anh em bây giờ là sẽ tìm kiếm những cái sò rip ngon nè để anh em có thể là treo ha. Rồi thì như hồi nãy tôi đã nói với anh em là trong video này thì tôi có tìm được một cái sò rip mới vừa ra mắt có thể hỗ trợ cho anh em up tập V4 trên cái clean Solara luôn, và cũng như là hỗ trợ cho anh em farm level rất là mượt, có gom quái đồ các thứ luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ chạy cái sò rip đó lên cho anh em xem ha. Và rồi ok anh em ơi, thì ở đây là tôi đã tiến hành tôi copy nó rồi. Bây giờ thì tôi dán nó vào trong cái clean Solara này. Dán vào xong rồi thì mọi người nhấn vào cái hình tam giác để mọi người chạy cái clean này lên ha. Và mọi người nhớ là mọi người nhấn đúng một lần thôi. Đó, mọi người nhấn đúng một lần rồi sau đó mọi người đợi nha mọi người. Đó, mọi người đợi đâu đó là khoảng chừng vài giây. Đấy, tùy theo máy ha. Đây, ở đây là tôi sẽ đợi nè. Đó, mọi người đợi tí là nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái menu cho anh em nha. Đấy, thì nói chung là anh em nhớ là anh em nhấn giúp tôi là khoảng đúng một lần thôi. Đó anh em thấy không? Rồi sau khi mà anh em đợi một tí là nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái clean, nó hiện lên cái bảng menu cho anh em này. Và như tôi đã nói rồi, đối với lại bản này á thì nó hỗ trợ cho anh em nè là vừa farm level này, vừa farm bone này, vừa farm capring này, và đặc biệt á là có cái phần là hỗ trợ cho mọi người up tập level 4 luôn. Đó, và sử dụng được hoàn toàn 100% luôn nha anh em. Đó, sử dụng được hoàn toàn 100% luôn. Có dịch chuyển tới đảo bí ẩn này. Rồi tự động tìm đảo bí ẩn này, rồi theo kiểu là auto ray này, đấy auto up tộc này, rồi auto đốt đồ cái thứ, nói chung rất là nhiều ha. Cái này anh em về anh em nào mà muốn up tộc level 4 á thì anh em là có thể là lấy cái bản này để anh em xem đó. Còn về chế độ farm á thì như tôi đã nói rồi, cái bản này á thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em á là farm từ đầu tới cuối luôn đó. Farm rất là ngon ha, có farm level này, farm bone này, farm capring này, rất là nhiều luôn. Rồi thì để có thể mà sử dụng được những cái chế độ farm này một cách mượt mà thì đầu tiên là anh em sẽ vào trong cái phần setting cho tôi ha. Đó, trong cái phần setting này thì anh em bật cái auto lift lên. Rồi sau khi mà bật lên xong rồi, bây giờ anh em nhấn vào cái farm 1 rồi anh em chọn cái chế độ farm thôi. Chẳng hạn như những anh em nào mà muốn farm Rave 4 thì anh em có thể là vào trong cái phần Rave 4 này, hoặc là anh em nào muốn tìm đảo bí ẩn thì ở đây nó cũng có cho hỗ trợ cho anh em tìm luôn. Đó, còn ở đây á là tôi farm level thì tôi sẽ tích vào farm level ha. Rồi, tích vào xong rồi thì anh em chỉ cần là đợi nó nhận nhiệm vụ này, rồi sau đó là nó sẽ tự đi farm cho anh em, và nó sẽ gom quái luôn nha anh em. Đây gom quái nè, đó anh em thấy không? Đấy, thì đối với là bản này á thì nó hỗ trợ cho anh em là gom quái đánh luôn. Đó, đánh một lần là 3-4 con là chuyện bình thường nha anh em, và đánh rất là ngon nha. Không hề bị lỗi nha anh em. Đó, không hề bị lỗi luôn. Đấy. Thì nói chung á là bản menu này thì tôi mới vừa tìm được thôi. Chính vì thế là những anh em nào mà muốn sử dụng thì tôi sẽ để tất cả những gì liên quan trong cái video này ở dưới phần bình luận game, kể cả là cái clip quay nha anh em. Đó, còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc cho anh em có một ngày tốt lành và bye bye.